Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nam Định gắn phát triển công nghiệp với xây dựng nông thôn mới. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Sôi nổi các hoạt động văn hóa trong chương trình kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cổ Việt tại Ninh Bình. Hưng Yên xử phạt 152 trường hợp vi phạm giao thông. Tình trạng sạt lở đất canh tác tại xã Lộc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, nhằm xúc tiến tiêu thụ vải thiều liên vụ năm 2018, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Ban ngành trong tỉnh, siêu thị, trung tâm thương mại, Hiệp hội Doanh nghiệp về việc phối hợp đẩy mạnh tiêu thụ quả vải. Những năm qua, Hải Dương tập trung chỉ đạo phát triển các vùng trồng vải chất lượng cao an toàn. Toàn tỉnh đã xây dựng được 36 mô hình sản xuất vải theo tiêu chuẩn Việt Gáp với tổng diện tích 252 ha, trong đó 151 ha được chứng nhận với sản lượng trên 1.500 tấn. Ngoài ra, trên 2.000 ha vải an toàn sản xuất theo hướng Việt Gáp với sản lượng gần 20.000 tấn. Không chỉ tiêu thụ ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, Hải Dương đã triển khai sản xuất quả vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ và Australia với 13 mã, diện tích trên 130 ha, sản lượng gần 700 tấn. Ngoài ra, vải quả của Hải Dương còn được xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Malaysia và một số nước thuộc châu Âu. Diện tích trồng vải hàng năm của tỉnh duy trì khoảng 11.000 ha, sản lượng vải quả từ 40.000 đến 50.000 tấn một năm, thời vụ thu hoạch từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 7 hàng năm. Phát triển công nghiệp nông thôn là một trong những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn mà Nam Định đang hướng đến trong xây dựng nông thôn mới. Công nghiệp nông thôn phát triển góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển, giúp người nông dân ly nông không ly hương. Trong những năm qua, Nam Định đã tập trung đẩy mạnh xúc tiến và thu hút các nhà đầu tư doanh nghiệp về sản xuất kinh doanh ở vùng nông thôn, giúp chuyển dịch cơ cấu ngành nghề khu vực nông thôn theo hướng tích cực. Số người hoạt động trong các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm trên 65% tổng số lao động, tăng 15% so với năm 2011. Hiện nay trên địa bàn nông thôn có gần 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo công ăn việc làm cho hơn 90.000 lao động. Cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp, các làng nghề trên địa bàn tỉnh tạo được hướng đi riêng trong sản xuất, thu hút được nguồn vốn trong dân cư, tạo việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn tỉnh có 130 làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn với trên 52.000 cơ sở sản xuất, thu hút trên 130.000 lao động. Hướng tới mục tiêu, đến năm 2020, Nam Định là tỉnh nông thôn mới, có nền công nghiệp phát triển nhanh, theo hướng hiện đại. Trong thời gian tới, Nam Định tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư. Phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của các địa phương, tập trung thu hút đầu tư để phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm hoạt động của Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế phát triển tốt, tỷ lệ hội viên có kinh tế khá giỏi, đạt trên 80%. Đến nay, toàn huyện có trên 200 mô hình của các hội viên cựu chiến binh làm kinh tế như trồng trọt chăn nuôi, đóng thùng bị ô tô, vật liệu xây dựng. Trong đó, nhiều trang trại có quy mô lớn từ vài mẫu cho tới 2 hectare, doanh thu các mô hình kinh tế đạt từ 200 triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Tiêu biểu như cựu chiến binh Lê Hải Hậu ở xã Hoàng Long, ông Lê Xuân Thanh ở xã Yên Phú, ông Trương Đình Long ở xã Liêu Xá, ông Nguyễn Xuân Định ở xã Sai Phạm. Để có được những thành công trong sản xuất kinh doanh, các hội viên cựu chiến binh được vay vốn với lãi suất thấp từ nguồn vốn 3 tỷ đồng quỹ hội, thường xuyên tham quan các mô hình, qua đó trao đổi học hỏi kinh nghiệm, liên kết cùng nhau phát triển. Với nhiều chính sách hỗ trợ như vay vốn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nên trong những năm gần đây, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế của Hội cựu chiến binh xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra sôi nổi, thiết thực và xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, cũng như mô hình trang trại cho thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Một trong những điểm nổi bật của phong trào cựu chiến binh phát triển kinh tế ở Đông Sơn là các mô hình kinh tế trang trại, gia trại tổng hợp do cựu chiến binh đứng chủ ngày càng nhiều. Bởi Đông Sơn là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển nông nghiệp, như nghề trồng đào phai, cây dứa và nuôi con đặc sản. Cộng với đó, việc ban chấp hành hội thường xuyên tổ chức các buổi tham quan, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc và đưa các giống cây con mới đã góp phần đẩy mạnh phong trào, động viên hội viên tích cực thi đua lao động sản xuất. Đến nay, số hội viên khá giàu ngày càng nhiều, không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
Thời gian tới, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, Hội cựu chiến binh xã Đông Sơn tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực phát triển kinh tế, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương. Với đặc thù là địa bàn nông nghiệp, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Quế Võ tỉnh Bắc Ninh đã đáp ứng nguồn vốn tín dụng từ các chương trình ưu đãi, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Tính đến trung tuần tháng 4 năm 2018, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quế Võ đã giải ngân mới trên 8 tỷ 500 triệu đồng, nâng tổng số dư nợ của huyện lên 322 tỷ đồng. Trong 11 chương trình tín dụng ở Quế Võ, thì hiện chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường vẫn chiếm dư nợ cao nhất với hơn 105 tỷ đồng, tiếp đó là hộ nghèo và hộ cận nghèo. Qua khảo sát thực tế ở cơ sở, hiện nay nhiều hộ có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm, nhưng nguồn vốn này rất hạn chế. Hiện toàn huyện chỉ đạt dư nợ vốn giải quyết việc làm là hơn 5,5 tỷ đồng. Đây là khó khăn chung của Quế Võ cũng như các địa phương khác trong tỉnh. Các chương trình tín dụng ưu đãi được triển khai kịp thời, nguồn vốn được khơi thông đã trở thành điểm tựa cho người nghèo vươn lên, giúp người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện cuộc sống ngay trên mảnh đất quê hương mình. Thời gian tới, huyện Quế Võ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, nhất là chương trình cho vay, giải quyết việc làm để có nhiều hơn hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn chính sách ưu đãi của nhà nước. Hiện nay bắt đầu vào vụ nuôi thả tôm xuân hè, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp cải tạo ao đầm, thì trong thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Thái Bình đã chú trọng đến việc cung ứng con giống, đảm bảo chất lượng cho bà con nông dân nuôi thả. Ghi nhận tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải. Để giúp nông dân có nguồn giống đảm bảo, Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp xã Nam Cường đã liên hệ đưa giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng và các giống cá đảm bảo chất lượng. Con giống phải được kiểm dịch về chất lượng, được giao nhận tại xã và được đếm mẫu trước khi nhận giống. Với diện tích nuôi trồng thủy sản 86 ha, vụ xuân hè 2018, xã Nam Cường nuôi thả trên 50 ha tôm, 20 ha nuôi ngao, còn lại là nuôi cá các loại. Lượng giống mà các hộ nuôi thả của xã cần đến 9 triệu con giống, nhưng các hộ nuôi trồng thủy sản mới đăng ký với hợp tác xã cung ứng 1,5 triệu con giống. Còn lại, các hộ tự đăng ký với các cơ sở sản xuất giống. Trước tình hình đó, xã Nam Cường đã quán triệt tới các chủ kinh doanh và cung ứng con giống ở địa phương phải đăng ký với Ủy ban nhân dân xã và hợp tác xã. Giống lấy về phải đảm bảo chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây trong chương trình kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cổ Việt, ở Ninh Bình đã diễn ra hội thi Mâm Ngũ Quả Tiến Vua và hội trại thanh niên với chủ đề Sử Vàng Nhà nước Đại Cổ Việt. Tại khu vực đền thờ Vua Lê, hội thi Mâm Ngũ Quả Tiến Vua gồm có 8 đoàn tuyển đến từ hội phụ nữ 8 huyện, thành phố. Mỗi đội đều có sự chuẩn bị chu đáo từ chủ đề, lựa chọn hoa quả, cách bài trí, cắt tỉa, sắp đặt, tạo dáng hết sức phong phú, sáng tạo. Các mâm ngũ quả vừa giữ được nét truyền thống, vừa toát lên sự tươi mới hấp dẫn, thể hiện sự thành kính, lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc với nhiều chủ đề đa dạng, phong phú. Qua hội thi, nhiều tác phẩm tạo được ấn tượng với ban giám khảo và du khách. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho mâm ngũ quả của Hội Phụ nữ thành phố Ninh Bình, giải nhì thành phố Tam Điệp và huyện Hoa Lư, giải ba huyện Yên Mô và Yên Khánh. Bên cạnh đó, tại khu vực sân lễ hội cũng đã diễn ra hội trại thanh niên kéo dài từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 với 19 trại. Năm nay, ban tổ chức đặc biệt lưu ý và khuyến khích các đơn vị tham gia cần chú ý đến vấn đề bản sắc và đề cao việc tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội Hoa Lư. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Nguyễn Bính 1918-2018. Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Nguyễn Bính có các hoạt động dâng hương tại phần mộ nhà thơ Nguyễn Bính tại nhà lưu niệm thôn Thiện Vịnh, xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, gặp gỡ giao lưu giữa lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam với các văn nghệ sĩ, đại diện học sinh sinh viên và đông đảo người yêu thơ Nguyễn Bính tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Đây là dịp để tôn vinh những đóng góp của nhà thơ Nguyễn Bính với nền thi ca Việt Nam, giúp công chúng thêm yêu mến, hiểu biết hơn về cuộc đời cũng như tài làm thơ của người con ưu tú vùng đất thiêng, Thiên Bản Lục Kỳ nói riêng, tỉnh Nam Định nói chung. Quý vị và các bạn thân mến, ra đời năm 1992 với mục tiêu là nơi sinh hoạt chung cho những người yêu quan họ địa phương,
sau 25 năm thành lập và hoạt động, câu lạc bộ quan họ Đường Xá, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh đã trở thành mái nhà chung của đông đảo liền anh, liền chị nơi đây. Không những vậy, lớp lớp thế hệ đi trước lại tiếp tục truyền lửa cho những người yêu quan họ sau này, đặc biệt là thế hệ măng non, qua đó góp phần thiết thực, giúp quan họ ngày càng được trường tồn và lan tỏa. Là một trong 44 làng quan họ gốc của Bắc Ninh, Đường Xá được biết đến như một điểm truyền dạy quan họ lý tưởng gắn với hoạt động của câu lạc bộ quan họ địa phương. Từ 18 thành viên ban đầu, nhờ sự tâm huyết, nhiệt tình, cách thức truyền đạt riêng của các liền anh liền chị mà ngày nay câu lạc bộ đã thu hút đông đảo thành viên gồm 3 thế hệ từ măng non đến trung tuổi và cao tuổi. Những bàn tay măng non thuần thục các điệu múa câu ca chính là sản phẩm kết tinh tình yêu quan họ qua các thế hệ. Câu lạc bộ sinh hoạt duy trì đều đặn 2 ngày hàng tuần với 2 nhóm chính là nhóm quan họ cao tuổi và lớp măng non. Với lớp học măng non, các em có cô giáo truyền dạy, không chỉ những bài ca quan họ truyền thống mà các cô thường cập nhật những bài hát lời mới, những tập tục nét đẹp văn hóa của người quan họ. Chính điều đó đã giúp các em không chỉ hiểu về quan họ mà còn thêm tình yêu với loại hình văn hóa độc đáo này. Đối với lớp quan họ cho người lớn tuổi, các thành viên không chỉ học hát thuần thục các làn điệu mà còn tích cực sưu tầm các bài quan họ cổ, sáng tác những bài quan họ mới và giao lưu cùng các câu lạc bộ quan họ khác. Từ khi mà được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể thì mình lại càng phải thấy rằng trách nhiệm của mỗi liền anh liền chị cần phải nặng nề hơn. Ví dụ như phải truyền, không những mình đã trở thành những người liền anh liền chị cứng cáp, giờ có nhiều vốn quan họ và hát được nhiều câu quan họ, đồng thời không những bản thân cho mình và còn đồng thời sưu tầm các làn điệu quan họ còn tiềm ẩn trong dân gian, sau đó thì còn truyền dạy cho các thế hệ. Ví dụ như là tre già thì măng mọc, thế hệ của các cụ so đến trung niên giờ đến măng non, đấy là cái mà gìn giữ và bảo tồn. Với nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị dân ca quan họ, những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ có hiệu quả như phục dựng các nghi lễ truyền thống và không gian sinh hoạt văn hóa quan họ, tổ chức truyền dạy quan họ cho cán bộ công chức và đưa chương trình dạy hát dân ca quan họ vào nhà trường. Ở các câu lạc bộ, hoạt động truyền dạy cũng diễn ra thường xuyên cho các thế hệ thanh thiếu niên và những người yêu mến quan họ do chính những nghệ nhân anh hai chị hai dày dặn vốn liếng tận tình chỉ bảo. Do vậy, từ 44 làng quan họ gốc đến nay, Bắc Ninh đã phát triển thành hơn 300 làng quan họ thực hành. Có phần vào kết quả này chính là vai trò của các câu lạc bộ trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương vừa tổ chức đón bằng đạt chuẩn văn minh đô thị. Năm 2016, thị trấn Thanh Miện bắt đầu triển khai xây dựng chuẩn văn minh đô thị. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân. Năm 2016, người dân đã tự nguyện hiến đất kinh phí hơn 3 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường dẫn vào thị trấn. Ngoài ra, thị trấn Thanh Miện tập trung nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở đô thị, hoàn thiện chỉnh trang hè phố, đầu tư hệ thống đèn điện chiếu sáng, nhà văn hóa, các khu dân cư, hoàn thiện xây dựng các tuyến đường, trường học, trạm y tế, tập trung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, quản lý trật tự, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, quy hoạch và xây dựng khu đô thị mới, tạo cho thị trấn diện mạo đô thị hiện đại. Thị trấn Thanh Miện quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,5 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch và có công trình vệ sinh khép kín đạt gần 100%. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm phát triển mạnh. Để thực hiện mục tiêu từ nay đến hết 30 tháng 4 năm nay, thì 100% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt nông thôn theo tinh thần chỉ đạo của công điện số 01 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Huyện Thái Thụy đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đặc biệt là có cơ chế rõ ràng hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách với phương châm không để hộ nghèo lọt lại phía sau. Tính đến nay, theo số liệu mới nhất, huyện Thái Thụy đã đạt trên 92% hộ dân lắp đặt sử dụng nước sinh hoạt nông thôn. Một phần hộ dân còn lại chủ yếu rơi vào các hộ đi làm ăn xa, không sinh sống thường xuyên tại địa phương, hoặc là những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình neo đơn.
để lấp đầy các hộ dân có nước sinh hoạt từ các nhà máy, huyện Thái Thụy kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đầu tư các công trình nước trên địa bàn có cơ chế hỗ trợ cụ thể như hỗ trợ mỗi hộ dân nghèo 500.000 đồng một đồng hồ nước, hoặc hỗ trợ toàn bộ đường ống nước tính từ đồng hồ cửa ngõ đến bể, hoặc tét nước, hay phân kỳ trả tiền dần làm hai đợt. Với các biện pháp cụ thể, Thái Thụy phấn đấu mục tiêu đến hết tháng 4, cơ bản số hộ dân thực hiện đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn. Nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, mà còn góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Xác định rõ mục tiêu này, thời gian qua, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện chương trình nước sạch, đưa huyện đến mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Sau khi nhận chuyển nhượng nhà máy nước sạch Thanh Liêu từ công ty xây dựng Thủy lợi Hà Nam, công ty xây dựng kinh doanh nhà ở Hà Nam đã đầu tư trên 1 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp, thay mới toàn bộ đường ống của công trình nước sạch này. Với công suất 1.000 mét khối trên ngày đêm, hiện nay nhà máy đang cung cấp nước sạch sinh hoạt ổn định cho 750 hộ dân trên địa bàn xã Thanh Liêu và 2 thôn của xã Liêm Thuận. Nguồn nước sinh hoạt ổn định đạt yêu cầu giúp cho bà con nơi đây giải quyết được nỗi lo thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô hanh. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, theo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị sẽ tăng cường 100% quân số để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Thanh tra giao thông sẽ tập trung thanh tra kiểm tra và xử lý đối với xe chở quá tải trọng, thành thùng xe dừng đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, taxi không có phù hiệu. Từ đầu năm đến nay, lực lượng đã kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 152 trường hợp, phạt tiền 826.550.000 đồng. Cùng với đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các đội thanh tra tuyến đã tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi xâm hại kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, vận tải hàng hóa quá tải trọng thiết kế. Mục đích nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về điều kiện an toàn, tiêu chuẩn kỹ thuật của phương tiện và người điều khiển phương tiện trước khi xuất bến. Nhằm chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn đối tượng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Công an tỉnh Hà Nam ra quân triển khai kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh. Ngay trong đêm ra quân, Công an tỉnh Hà Nam đã huy động các lực lượng, phương tiện gồm cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát 113, cảnh sát cơ động và công an các huyện, thành phố thực hiện tuần tra kiểm soát vũ trang, kết hợp hóa trang, mật phục trên địa bàn thành phố Phủ Lý, trung tâm các huyện, các khu vực giáp danh để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trọng tâm là tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác. Qua đó đã phát hiện, xử lý 39 trường hợp điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng, xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Theo kế hoạch, Công an Hà Nam sẽ liên tục tổ chức các buổi tuần tra kiểm soát đêm từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra nhiều năm nay trên địa bàn xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Hàng nghìn mét vuông đất canh tác và cây cối hoa màu của người dân đã bị trôi xuống sông. Điều đáng nói là tình trạng trên diễn biến ngày càng phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Lãnh đạo thôn Phương Quất cho biết tình trạng hút cát diễn ra hàng ngày công khai. Báo chí đã nhiều lần phản ánh, người dân cùng chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị với các cơ quan và chính quyền cấp trên. Các tàu hút cát chuyển thời điểm hoạt động từ ban ngày sang ban đêm và hậu quả là hơn 40.000 mét vuông đất canh tác đã bị mất. Các cái tàu hút cát đó thường là nút hút trộm ban đêm. Yeah. Tiếp tục thời gian vừa rồi chúng tôi đã khảo đạt một cái số liệu tương đối là tổng cộng cả cái số cũ và số mới hiện nay là lên đến gần 40.000 mét vuông. Mà hiện nay đây các ông chí thấy là đất vẫn cứ tiếp tục đang lở. Yeah. Có nghĩa ban ngày thì không thấy gì nhưng ban đêm là các cái tàu hút cát đã nén hút ban đêm. Thế và trong khi đó người dân người ta rất là bức xúc và rất là kêu cầu. Đề nghị là
các cơ quan chức năng cấp trên có thẩm quyền kiên quyết ngăn chặn cái hiện tượng cát tặc ở trên địa bàn xã để đỡ ảnh hưởng đến cái diện tích đất không bao của bà con. Hiện trạng đến giờ là nó đã lên đến sắp xỉ 40.000 mét vuông đất canh tác của bà con, gây thiệt hại kinh tế cho nhân dân rất lớn. Chính quyền địa phương cũng như người dân chỉ biết mòn mỏi trông mong và hy vọng vào cuộc chiến chống cát tặc kiên quyết, nghiêm túc và trách nhiệm của lực lượng chức năng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.